Thêm một chiếc xe nữa sẽ được em giới thiệu trong video này. Đây là một chiếc xe phân khúc hạng D, phân khúc hạng sang. Và là một chiếc xe đẹp đều, đẹp từ trong cho ra đến ngoài luôn. Đẹp cả xe luôn các bác nhá. Đây các bác xem qua về cái hình thức bên ngoài. Đặc biệt là cái phần đầu của chiếc xe này. Đây. Phần đầu đẹp chưa? Đúng không? Phần đầu đèn này, đèn trong vắt này, đèn trong vắt như mới luôn này các bác này. Đấy cái phần chóa bên trong này. Đấy, cho đến cái phần bó bên ngoài, đúng không ạ? Trong vắt luôn các bác nhá. Đấy, từ cái đèn gầm cũng vậy này, đèn gầm cũng rất là trong luôn này. Đấy, chỗ này bụi bẩn nhá. Đấy, em vẫn để bụi bẩn nguyên. Cái này là chưa rửa này, chiếc xe này chưa rửa nhá. Và đây các bác xem nữa này. Đấy, đèn này. Bên đây nữa nhá. Trong vắt luôn các bác này. Đấy. Có mấy con xe Camry mà nó lại được như vậy đâu, đúng không ạ? Chiếc này là chiếc xe Toyota Camry các bác nhá. Đời thì không cao cho lắm. À, chỉ có 2003 thôi. Nhưng mà về chất lượng của chiếc xe thì có thể là so sánh được với lại những cái chiếc xe mà với giá trị tiền cao hơn và đời cao hơn các bác nhá. À, bản số tự động máy 3.0V các bác nhá. Nội thất da cao cấp. Táp ly táp lô của xe là vẫn nguyên bản này, chưa làm lại. Đây các bác xem này. Đây táp lô táp ly của nó này. Những cái phần này là sơn nguyên bản nhá. Đấy, sơn giả gỗ. Nhiều người thì bảo là sơn giả đá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây các bác xem. Phần táp lô táp ni của xe này. Đấy. Nội thất bên trong đây, màn hình cam đùi đầy đủ quá khoa khiển nhá. Và đây là cần số này. Đấy, chân nỉ nét căng. Các bác xem này, chân nỉ nét căng nhá. Lỗ ngoại thất của xe còn rất là sáng. Đó là cực đẹp. Quay kỹ cho các bác nhà mình xem trong video này để biết về cái tình trạng của chiếc xe làm sao nhá. Đây, một vòng sơ qua một chút. Đúng không ạ? Đấy, đèn trước, đèn sau đây này các bác này. Đấy. Đây, đèn đẹp chưa? Đúng không ạ? Lực sơn rất là bóng nhá. Đấy, la dương đúc của xe cũng rất là sáng nhá. Dòng này nội ngoại thất của xe với cái phần thiết kế đến bây giờ nó cũng không bị mất thời, mất mốt đúng không ạ? Không bị mất mốt luôn. Thì bây giờ em sẽ quay các bác xem chi tiết luôn về cái chiếc xe Toyota Camry này. Đấy, một mẫu xe mà ngày xưa rất là nhiều tiền đúng không ạ? Ngày xưa rất là nhiều tiền. Bây giờ thì chỉ có hơn 200 triệu thôi là mình có thể là mua được rồi. Đấy. Xe trang bị có ghế điện này. Đấy, có ghế điện nhá. Điện đây thì các bác nhìn luôn này. Thảm sàn của xe. Đấy, vẫn chưa bọc, vẫn nỉ nguyên bản theo xe nhá. Gương kính điều chỉnh điện đây. Đấy, có vô lăng tích hợp. Đấy, trang bị có túi khí an toàn. Hai túi khí an toàn nhá. Đấy, bên kia có một túi nữa. Bên đây có một túi nữa này. Và hệ thống điều hòa auto tự động. Đấy, còi rất là to đúng không ạ? Tôn vỏ dòng này thì cực kỳ là dày rồi. Đấy, rất là dày luôn. Dòng này chạy rất là sướng nhá. Các bác từng đi rồi các bác biết đúng không ạ? Chạy rất là sướng. Xe thì cam kết cho các bác là không có lỗi. Không đâm va ngập nước gì nhá. Các bác yên tâm. Bây giờ em quay kỹ phần nội thất bên trong trước này. Mời các bác cùng xem. Đây, phần nội thất đây. Táp đi táp lô của xe này. Mép cánh cửa này. Keo chỉ nó vẫn còn đúng không ạ? Đấy, phần táp đi cánh cửa da xịn nguyên bản nha các bác nhá. Đấy. Nét căng đúng không ạ? Bốn cánh đẹp đều. Những vị trí này nó không bị mòn, không bị bạc màu. Nhiều con là mòn hết rồi các bác nhá. Những vị trí này mòn hết rồi. Chứ là của em còn nguyên luôn. Đây nỉ ngay cái phần này này các bác này. Nỉ trong vắt này. Đấy. Nỉ rất là sáng trắng này. Đúng không ạ? Đấy, cần đây là phanh tay nhá. Và kia là chân phanh và chân ga. Đây. Mời các bác mình xem tiếp tục. Lòng trong là sơn zin nhá. Lòng trong là sơn zin. Những cái móc khóa này thậm chí vẫn sáng này. Đúng không ạ? Phần này được thiết kế ra có rèm che nắng đây các bác nhá. Đấy, có rèm che nắng này. Đấy, quay chi tiết cho các bác xem về cái phần táp ni cửa này. Đấy. Cái vân gỗ này. Đấy, sơn vân gỗ này. Các bác thấy không bị mòn luôn đúng không ạ? Bốn kính điện lên xuống nhẹ nhàng, rất nhẹ, rất êm.
Lồng trong cánh cửa vẫn là sơn zin. Vẫn là sơn zin các bác nhá. Những con bu lông ở đây này, bắt cánh cửa là chưa tháo nhá. Chưa tháo nhá. Đấy, chưa tháo luôn. Chiếc xe về mình không phải làm gì hết các bác nhá. Chỉ việc đi thôi. Không phải làm gì. Đấy, dòng này có cửa gió phía sau, mình ngồi phía sau nó không bị nóng nhá. Đằng sau đây có trang bị rèm che nắng này. Đấy, và trang bị có hai loa nữa này. Đấy, phần này là tì tay này. Đấy. Và đây mình có công tắc mình bấm rèm này. Đấy, rồi bấm ghế này, chỉnh ghế này. Đấy, đúng không ạ? Chỗ này để nước, để đồ nhá. Đấy, rất là hợp lý đúng không ạ? Đấy, khoảng cách giữa cái hàng ghế trên hàng ghế dưới nó rất là rộng. Dòng xe Camry nó rất là dài các bác nhá, rất là dài. Còn đây quay lóc luôn. Rồi, tiếp tục. Tiện đây em quay gần luôn cho các bác xem về phía đằng sau này. Đấy, xong là sẽ lướt sang bên kia nhá. Có cảm biến lùi các bác nhá, có 4 mắt và có cam lùi. Chiếc xe đăng ký biển 36 tên tư nhân. Sang tên đổi chủ bất cứ lúc nào luôn. Bên em giấy tờ chuẩn chỉ các bác nhá. Mình yên tâm về giấy tờ. Sang tên bất kỳ lúc nào. À, vâng, bây giờ thì sang bên đây. Đấy, mời các bác cùng xem này, keo chỉ này. Hai bên đều có rèm nhá, đều có rèm che nắng. Đây chính là cái rèm của xe này. Đấy, phần cánh cửa của xe. Cái dòng này nó không phải trang bị bằng nhựa mà cũng không phải trang bị bằng cái chất liệu da kém. Một chất liệu da rất là xịn các bác nhá. Mình sử dụng kể cả có để ra ngoài đường thì cái chất liệu da này nó cũng không bị xuống màu nhá, nó cũng không bị xuống màu luôn. Đấy. Nói ra là rất là tốt. Đây các bác xem này. Đấy, rất là sáng này đúng không ạ? Quay gần chút này. Tất cả những cái phần công tắc cánh cửa nhá. Đấy, phần mở tay mở cánh cửa này không bị mòn đúng không ạ? Không có cái hiện tượng bị mòn. Vách cửa này, lồng trong này, sơn zin rất là bóng này. Đây. Quay chi tiết từng phần một luôn. Các bác gần xa xem chiếc xe này mà thích thì alo sớm cho bên em nhé. Alo sớm theo hai số điện thoại em đọc luôn là số 093 8586 307 và 0389 000 555. Mình alo trực tiếp, gọi điện trực tiếp để được tư vấn các bác nhá. Và đây chính là cái phần táp lô mà em đứng đây em quay rõ cho các bác xem này. Riêng cái dòng Camry phần táp lô được thiết kế ra nó đến bây giờ vẫn rất là mềm mại và không bị mất dáng, không bị mất mốt đúng không ạ? Không bị lỗi, không bị lỗi thời đấy ạ. Phần này cũng là chất liệu da các bác nhá. Đấy. Phần da của nó rất là mỡ này các bác này. Phần da của nó rất là mỡ này. Đấy, rất là tươi và rất là mỡ luôn. Đấy. Đây. Tất cả chi tiết nhựa của chiếc xe là không bị gãy vỡ gì nhá. Không bị gãy vỡ gì. Đây ní này các bác này. Sàn ní là trắng phau này các bác này. Trần thì trắng phau luôn. Này mà đánh thì tí nữa thì còn trắng nữa đúng không ạ? Chỗ này là hơi chạm chân rồi này. Đấy. Đây. Ở trong đây vẫn là lý nhá. Trong đây là lý này, hơi bẩn thôi. Kiểu để đồ mà. Đấy, mình có thể là đánh đi được. Chỗ này là cốp đồ rất rộng. Cốp đồ rất rộng. Đấy. Chỗ này để đồ thoải mái nữa này. Đấy, chỗ này nữa này. Đấy. Rất là nhiều cốp để đồ. Chỗ này là bấm rèm nhá. Đấy. Công tắc bấm rèm che nắng. Hai ghế cũng đã được lót cái tấm áo hạt gỗ này rồi. Ngồi mùa hè sẽ mát mẻ hơn, ngoạn và thoáng. Em quay lại phần trần này. Trần căng, rất là căng, đúng không? Nó không bị trùng. Đúng không? Nhiều con nó bị trùng rồi, nhiều con bị trùng luôn rồi. Trước này của em là rất là căng luôn. Ghế này đang thụt về phía sau một tí, mình đưa lên. Thì cái hàng ghế phía sau sẽ rộng hơn. Đấy, keo chỉ đây các bác xem này. Lòng trong này, lòng trong mà rất là bóng này.
sơn zin hoàn toàn đấy các bác nhá. Riêng lòng trong của xe là sơn zin hoàn toàn. Này bóng chưa? Đúng không ạ? Đấy rất bóng luôn này, rất bóng. Ở chỗ này thì nó dính rồi thôi. Đây các bác, mình xem Camry đấy, mình có thể là so sánh những chiếc khác với chiếc xe của này của bên em nhé. À, những cái phần này đấy ạ, phần này mà nó bị mòn rồi đấy, chứng tỏ là chiếc xe đấy đi nhiều các bác nhá. À, những cái phần vị trí mà bám tay này và mở tay này. À, nếu mà mòn nó sẽ đi nhiều, và nếu mà chiếc xe mà nó kiểu nó xuống sắc đấy ạ, với lại nó không được tươi, nó không được mỡ xe đấy ạ, thì chắc chắn một điều rằng đấy là chiếc xe đi rất là nhiều. Đấy, với lại những cái chỗ này mà nó không được sáng, nó không được sáng mà nó han nên là nó bị kém đi đấy ạ, thì trước đó cũng là đi nhiều và không giữ gìn. Đây lòng trong này các bác này, rất là bóng này. Cái này bẩn thôi nhá, đánh đi cái đẹp ngay. Đấy, bẩn thôi. Em để nguyên gioăng cửa này. Đây một chiếc xe gọi là tương đối đẹp. Âm thanh nghe hay, điều hòa mát. Lốp của xe thì vẫn còn dày. Đang kiểm còn đến tháng 5. Tất nhiên thì không còn dài. Dòng này mình đang kiểm 6 tháng một lần nhé. Đang kiểm 6 tháng một lần. Lốp đây, na răng đây. Phanh ABS là 4 bánh nhé. Phanh đĩa. Bây giờ là phần bên ngoài. Tí em quay phần máy cho các bác xem. Da máy của xe rất là sáng đẹp. Đấy, sơn xi bóng bẩy. Các bác mua về mình không phải làm gì nhé. Chiếc này đi ra ngoài đường, nhiều người sẽ nghĩ đây là một chiếc xe đời cao đấy ạ. Nhiều người sẽ nghĩ đây là chiếc xe đời cao vì nó bóng đẹp như này mà dáng nó cũng đẹp cơ, đúng không ạ? Cái dáng của nó cũng không bị nó cứ nhìn nó không bị cổ đấy ạ, nhìn nó không bị cổ đúng không ạ? Các bác nhìn thấy nó không bị cổ. Xinh nhan trên gương có cả luôn, đẹp chân kính rồi tay ốp mở cửa đây có đủ cả luôn rồi nhá. Thân vỏ đẹp đều, rất là căng mọng, không bị va chạm, không bị đâm đụng gì, cho nên là thân vỏ xe là rất là đều luôn. À, tiếp quay gầm, bây giờ em quay lốt phần bên đây xong là mở cái khoang máy ra luôn cho các bác xem. Đây. Cửa đóng rất êm, Camry cơ mà đúng không ạ? Dòng này ngày xưa thì các bác biết rồi đúng không ạ? Phải nói là làm mưa làm gió một thời. Rất là nhiều người ước ao muốn ngồi lên cái chiếc xe này, muốn sở hữu nó đúng không ạ? Cảm nhận nó ra làm sao. Thì bây giờ các bác bỏ ra chỉ có hơn 200 triệu thôi, mình có thể là sở hữu luôn mẫu này rồi đúng không ạ? Đấy, người ta dùng trước thì mình dùng sau vậy. Em biết các bác là những dòng xe Camry, các bác của mình rất quan tâm về vấn đề độ chất của xe đúng không ạ? Quan tâm về độ chất. Vì gần như là những bác lớn tuổi là nhiều, những bác lớn tuổi đi dòng này là nhiều. Đây, xinh nhan gương này. Còn thì trẻ tuổi thì em thấy là hay quan tâm đến những dòng mẫu xe Hàn Quốc đời cao, đời mới ra đấy ạ. Còn những bác lớn tuổi thì em thấy là quan tâm đến những cái dòng xe này là nhiều này. Kiểu giá trị và thời gian, nhiều người thì còn phải sưu tầm cơ, đúng không ạ? Không biết là các bác có sưu tầm không? Đấy, là dòng xe đẹp các bác nhá. Bây giờ thì đến gầm máy luôn nhá. Đến gầm máy luôn này, gầm này. Đây gầm những cái sần sần mà nó ở dưới gầm nó vẫn còn nguyên, đúng không ạ? Không nói gì đi mục mọt. Đây. Đây. Bây giờ là đến phần gầm bên đây. Đây. Đấy, chỉ bắn thôi các bác nhá. Đây gầm này. Gầm rất đẹp. Bây giờ là động cơ luôn cho các bác nhà mình xem nhá. Đây. Bỏ kêu loang quang cả. Bây giờ là máy động cơ đây rồi. Đây từ cái mặt lạ ga lăng này. Mặt lạ ga lăng của xe rất là bóng này. Cái ti chống đẩy của xe vẫn còn rất là tốt nhá. Thì trong đẩy của cabo này đấy, vẫn rất tốt. Và cabo của nó thì đây các bác xem, mí vẫn còn, mí chống nóng vẫn còn. Da máy của xe đẹp nhé. Đây các bác, máy khô cực kỳ luôn, không bị rò dầu gì, nó êm cực luôn.
máy số chất nhá, máy số ngon, mình yên tâm là máy số ngon. Đấy, những cái phần đầu răng của xe này, đấy các bác thấy này, không có hiện tượng sao cả đúng không ạ? Chiếc xe về mình không phải làm gì luôn, chỉ việc đổ xăng là đi thôi, đổ xăng là vi vu thôi. Chiếc xe em cũng đã tả rồi, mình quan tâm hãy nhấc máy lên alo sớm để chốt nhé. Và đến địa chỉ 166 Hồng Châu của thành phố Hải Dương, bãi xe bên em đây rất là nhiều xe nữa nhá, hơn 100 xe. Các bác hãy đăng ký kênh để được nhận những video sớm, những video mới mà bên em tải lên nhá, rất là nhiều xe luôn. Đấy, chiếc xe em quay xong rồi thì, các bác em mình hãy liên hệ theo hai số để được tư vấn về mọi thủ tục mua bán, vận chuyển, sang tên, đổi chủ rồi mọi thứ các bác nhá, tình trạng xe. Rồi, video thì em đã quay xong và xin được kết thúc video này ở tại đây. Hẹn gặp lại các bác nhá.